Tiểu sử Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên sinh ngày 8 tháng 1 năm 1965 tại giáo xứ Hướng Phương, giáo phận Vinh, thuộc xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Từ năm 1972 đến năm 1983, ngài học chương trình phổ thông. Từ năm 1984 đến năm 1987, ngài đi nghĩa vụ quân sự tại phía Bắc Việt Nam. Từ năm 1987 đến năm 1992, ngài học tại Đại học Nông nghiệp 2 Huế, khoa Kinh tế, tốt nghiệp cử nhân Kinh tế. Từ năm 1993 đến năm 1999, ngài học tại Đại chủng viện Vinh Thanh, giáo phận Vinh. Ngày 3 tháng 10 năm 1999, ngài được thụ phong linh mục. Từ năm 2000 đến năm 2009, ngài du học Úc Châu, tốt nghiệp với bằng tiến sĩ thần học và 3 văn bằng thạc sĩ. Từ năm 2009 đến năm 2014, ngài là phó giám đốc và giáo sư tín lý Đại chủng viện Francisco Xavier Vinh Thanh. Từ năm 2014, ngài là giám đốc Đại chủng viện. Năm 2010, ngài là tổng đại diện giáo phận Vinh, được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Vinh ngày 13 tháng 6 năm 2013. Thánh lễ tấn phong giám mục ngày 4 tháng 9 năm 2013, khẩu hiệu giám mục của ngài là Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Tại Đại hội đồng giám mục Việt Nam lần thứ 13, ngày 3 đến ngày 7 tháng 10 năm 2016, Đức cha Phêrô được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ và Thiếu Nhi trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.